Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: công an đã kêu gọi các đối tượng dính tới vụ chặt rớt ngón tay người bán nước sâm mau ra đầu thú. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc mua bán nước sâm mà thanh niên đã huy động nhiều người đến chặt rớt tay khiến nạn nhân qua đời sau đó. Ngày hôm nay ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai cha con ông Lê Ngọc Hùng sinh năm 1974 và con của ông là Lê Tướng Anh sinh năm 2001 về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ chặt rớt cánh tay trên đường Cao Thắng ở quận 3 là ông Nguyễn Hữu Sang sinh năm 1972, ngụ quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, đã qua đời sau 5 tuần điều trị tại Bệnh viện Bình Dân. Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là do ông Sang có mâu thuẫn với Phạm Phong Trung sinh năm 1982 trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162 Cao Thắng, phường 11, quận 10 vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Sau khi cãi nhau với ông Sang, Trung rồ ga chở vợ con bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi quán nước sâm. Trung gọi điện kể cho em ruột là Phạm Phong Quang sinh năm 1984, tên thường gọi khác là Trung Em, cùng Vũ Thanh Phương Long sinh năm 1984, tất cả cùng ngụ ở quận 3, Lê Ngọc Hùng, Lê Tướng Anh cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn. Khi cả nhóm đang lưu thông trên đường thì phát hiện ông Sang lưu thông trước số nhà 82 Cao Thắng ở quận 3 nên đã truy đuổi. Nhóm của Trung lao vào dùng mã tấu chém rớt tay ông Sang rồi đã rồ ga bỏ chạy. Ông Sang được người dân đưa vào bệnh viện Bình Dân điều trị nhưng đã qua đời 5 tuần sau đó do mắc nhiều máu và suy đa tạng. Hiện những đối tượng còn lại vẫn còn đang lẩn trốn. Công an quận 3 đã kêu gọi những đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ chặt tay ông Sang ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi chứa chấp biết nhưng không tố giác tội phạm đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy không? Mâu thuẫn những sự việc nhỏ nhặt, bán nước sâm, bán nước mía, bán hộp dịch lộn hay bán chất cút gì ở ngoài đường á. Thật sự thuận mua vừa bán, có gì đâu mà lại mâu thuẫn như vậy, đúng không? Có thể là mình bán, người kia bán hạ giá hơn. Thì mình ngon thì mình cứ hạ giá hơn người kia đi rồi mình bán. Như vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn.